Xin kính chào quý vị. Trước cuộc họp quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hàng chục triệu cư dân đã bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Các cuộc kêu gọi về thực phẩm và chăm sóc y tế cơ bản đang xảy ra khắp nơi. Thảm kịch này đang được lặp lại ở Trung Quốc. Trong khi phần lớn thế giới đang thoát khỏi đại dịch này, thì nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, vẫn kiên định với chính sách Zero Covid của mình. Bỏ qua thực tế rằng virus biến thể COVID-19 ngày càng dễ lây lan hơn và tỷ lệ tử vong đã ngày càng thấp hơn. Nhưng thiệt hại thứ cấp do chính sách Zero COVID mang lại còn nghiêm trọng hơn cả việc chính quyền Bắc Kinh áp dụng chính sách này. Nó đã gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế và tâm lý của người dân. Ông Tập dự định sẽ có thêm nhiệm kỳ thứ ba kéo dài 5 năm tại Đại hội Đảng lần thứ 20. Cuộc họp sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 10 này, phá vỡ tỷ lệ việc từ chức sau khi đảm nhiệm hai nhiệm kỳ nhiều người dự đoán rằng chính sách Zero Covid sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất cho đến sau đại hội đảng lần thứ 20. Theo Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan hôm 9 tháng 9 nói rằng một số biện pháp kiểm soát virus toàn diện cần được thu hẹp lại, nhưng không đưa ra khung thời gian. Bà cũng nhấn mạnh rằng không để xảy ra dịch bệnh quy mô lớn trước đại hội diễn ra. Tin xấu nhất đến từ Y Lê ở khu vực Tân Cương, nơi thành phố bắt đầu bị đóng cửa vào đầu tháng 8. Kunaza, một cư dân ở Ile nói với The Washington Post rằng, Chúng tôi đã bị nhốt ở nhà hơn 40 ngày. Chúng tôi thiếu thốn mọi thứ, đặc biệt là thức ăn. Vì lý do an toàn, anh ta chỉ nói ra tên của mình. Kunaza cho biết, chính quyền địa phương đã khóa cửa căn hộ từ bên ngoài và nó chỉ được mở khi nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Thật khó khăn làm sao? Chỉ cần nhắc đến thôi đã khiến tôi muốn khóc. Nói chung, chỉ có các ủy ban khu phố là bán thực phẩm cho cư dân với giá rất cao. Hơn nữa, nó cũng không thường xuyên diễn ra việc mua bán như vậy. Unaza cho biết, chúng tôi chỉ có cháo để ăn, không có sữa cũng chẳng có rau. Cư dân mạng ở Ile đã đăng tải tin tức về việc thiếu nguồn cung cấp lương thực và những cái chết của người dân ở đó do khó khăn trong việc tìm kiếm sự điều trị. Mặc dù chính quyền địa phương cũng đã kiểm soát rất chặt chẽ những luồng dư luận như vậy. Trước tình hình như vậy, cư dân mạng ở Y Lê đã nghĩ ra nhiều cách để cầu cứu. Tuy nhiên, ngay cả khi các cư dân mạng tiếp tục quan tâm và ủng hộ, thì tin tức về dịch bệnh ở Y Lê đã lần nữa không thể tìm kiếm trên mạng. Nhiều bài đăng báo cáo về dịch bệnh ở Y Lê đã bị xóa, và Weibo thậm chí đã khóa trang Y Lê siêu thoại, nhằm hạn chế cư dân mạng đăng tải nội dung để được giúp đỡ. Chính phủ y Lê đã xin lỗi vào ngày 9 tháng 9 về các vấn đề phản ứng của người dân trong việc bị phong tỏa. Nhưng họ vẫn khẳng định rằng một số thông tin trên Internet chỉ là tin đồn. Trong đó có báo cáo về một người đàn ông lớn tuổi tự kết liễu cuộc đời của mình. Cảnh sát y Lê thông báo vào ngày 11 tháng 9 rằng bốn người đã bị giam giữ từ 5 đến 10 ngày vì tung tin đồn thất thiệt và chính phủ đã cảnh báo người dân hãy chú ý đến lời nói và việc làm của mình. Những khó khăn về kinh tế do việc phong tỏa cách ly đã gây ra nhiều sự bất mãn của người dân. Những người không thể làm việc và họ phải sống bằng số tiền tiết kiệm ngày càng cạn kiệt của mình. Một số cư dân mạng để lại lời nhắn. Đừng phong tỏa và kiểm soát chúng tôi nữa. Hãy để chúng tôi sống được một ngày thì tự do thêm một ngày có được không? Phải chăng đợt bùng phát dịch bệnh lần này là kế hoạch âm thầm để thanh trừ dân số hay không? Chính sách Zero Covid sẽ kéo dài trong bao lâu? Tuyên bố chính thức gây bất mãn cho cư dân mạng khi một phóng viên truyền thông nước ngoài hỏi chính sách zero covid sẽ kéo dài trong bao lâu thường kế lạc phó giám đốc cục kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh quốc gia trung quốc không trả lời trực tiếp ông nói nếu như làm ra một cái thống kê thì các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch của chúng tôi là kinh tế và hiệu quả nhất washington post cho biết đó là một thách thức đối với ông tập cận bình người đã cố gắng thể hiện là một lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy quý dương bắt đầu phong tỏa một phần vào ngày 5 tháng 9, những người dân la hét vì đói trên mạng đã yêu cầu chính phủ cung cấp thực phẩm như đã hứa. Đặc biệt, tình hình ở khu dân cư Hoa Quả Viên với 400.000 cư dân đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Sau khi bị phong tỏa và kiểm soát, thì việc phân phối nguồn nguyên liệu bị tê liệt. Nhiều người dân không thể mua rau trong nhiều ngày và phải uống nước để tồn tại. Chính quyền thành phố Quý Dương cuối cùng đã xin lỗi người dân về việc thiếu nguồn cung cấp lương thực. Một ngày sau, hàng trăm nhân viên chống dịch đã hình thành một chuỗi người đứng để truyền tay nhau những quả dưa và rau tươi. Tuy nhiên, họ đã quên rằng chiếc xe tải hoàn toàn có thể lái vào khu dân cư và những nhân lực này là hoàn toàn không cần thiết. Bài báo bình luận trên channel Digital Time nói rằng không có khó khăn nào tạo ra khó khăn, không có cảm xúc nào tạo ra cảm xúc và hành động ngu ngốc khi truyền thức ăn không hiệu quả này cũng là một lời giải thích cho những thảm kịch đói khát đã xảy ra như thế nào. Những cảnh phong tỏa và kiểm soát xuất hiện ở nhiều nơi gợi nhớ đến cuộc phong tỏa bi thảm kéo dài 2 tháng ở Thượng Hải trước đó. Điều này khiến cư dân của thành phố hiện đại nhất Trung Quốc phải vật lộn để tồn tại. Khi chuỗi cung ứng bị phá vỡ, người dân khẩn cấp cầu xin thực phẩm và các thành viên trong gia đình bị nhiễm bệnh được phép rời khỏi nơi ở để đến bệnh viện. Thảm kịch này đang được lặp lại trên khắp đất nước của Trung Quốc và không biết bao giờ mới kết thúc kính thưa quý vị mục tiêu chuyên đề của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo